Ngày hôm nay chúng mình ông Bù Bông, họ Gia Lu, Phong Thọ, Lê Đăng Nguyễn và anh Ảnh sẽ quyên góp cho quỹ AOS và đồng thời cũng sẽ chấp nhận thử thách Ice Bucket Challenge. Và sau đây là danh sách những người mà chúng mình sẽ thách. Mình xin thách thức Mon Béo Béo, Mon Tích Ly và tổng thể lớp 10A2 trường Lưỡi Rôn. Béo chỉ có 3 người thôi, đó là Lâm Tiểu Huy, Hồ Hoàng Thanh Tùng và toàn thể các bạn học sinh lớp C. Mình chỉ thách có 51 người thôi. Bạn Nguyễn Thanh Phong, bạn Nguyễn Thanh Đức và toàn thể lớp 10 C chính trường Trung học phổ thông Trường Phước. Còn mình thì mình chỉ thách một vài bạn thôi. Mình cũng thách bạn Nguyễn Võ Chân, Nguyễn Hương Giang và lớp 10 C trường Trung học phổ thông Trường Phước. Rồi mình thì mình sẽ thách tiếp. Mình xin thách bạn Nguyễn Hà Đạt. Em sẽ thách chị Nguyễn Quách Kim Cương. Và cuối cùng là tất cả các cụ học sinh Lê Xuân và đang là học sinh Lê Xuân. Quỹ cho AOS nha. Tôi có tin nhiều lắm rồi. Không bình thường.